棒。宝贝，真。Hôm nay là ngày của mẹ, một ngày thật đáng yêu. Hãy đi chợ để mua một vài món quà. Cho chúng mình cùng đi nào, bông bài chúng mình mua. Bông ngọc trai nè, tôi sao vàng đây. Cho chúng mình cùng đi nào, bò hoa chúng mình mua đi. Về nhà thôi, chúng ta về, chúc mẹ vui hôm nay. Hôm nay là ngày của ba, một ngày thật hạnh phúc. Hãy đi chợ để mua một vài món quà. Cho chúng mình cùng đi nào, cây non chúng mình mua. Có bác rồng, non phô sơ đây. Cho chúng mình cùng đi nào, để mua thiệt thật xinh. Về nhà thôi, chúng ta về, chúc ba vui hôm nay. Chào cá mập mẹ đang yêu. Nghe em bé dễ thương mình yêu này. Chào cá mập mẹ đang yêu. Hát bài hát cùng với bà vui nào. Chào cá mập mẹ đang yêu. Nướng bánh cùng với người ông hiền. Chào cá mập mẹ đang yêu. Mẹ đang yêu. Nghe em bé dễ thương mình yêu này. Chào cá mập mẹ đang yêu. Hát bài hát cùng với bà vui nào. Chào cá mập mẹ đang yêu. Nướng bánh cùng với người ông hiền. Chào cá mập mẹ đang yêu. Rồi. Lúc con cười thật tươi, lúc con chẳng thấy vui, hay những khi chẳng vâng lời thì mẹ vẫn thương con nhớ. Khi con thật sạch thơm, khi chơi đùa làm quần áo dơ, hay những khi phá phách qua này thì mẹ vẫn thương bé con. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Let's go hunt! Run away, do 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 do, run away.
trộm. Cảnh sát Ping Pong tới rồi đây. Có chuyện gì vậy? Có trộm ở đây, tiền của tôi mất hết rồi. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp? Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Ping Pong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi. Cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Ồ, đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra. Tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập bà hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cá mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Có gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có màu cam và sọc đen. Được chứ?
Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa, màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó, ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hòng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng, có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết kem luôn. Kem sao? Là kem của ta mà. Trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. Ơi không. Mẹ ơi, ba ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Ping Phong. Hả? Ping Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Ping Phong, các bạn, cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã. Ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nha. 1, 2, 3. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ong đã bị bắt. Ôi, nghe không? Thả ta ra ngay. Có phải vì ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Các người đã lấy cắp đồ của chúng tôi. Các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn, để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Ping Phong. Đúng vậy, cảm ơn Ping Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có chi, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Ping Phong? Bắt tên trộm Ping Phong mau. Cá mập, con tu 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 tu, cá mập.
mập mẹ tu tu du 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 du. Cá mập ba tu tu du 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 du. Ba ơi. Ơi. Cá mập ba tu tu du 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 du. Cá mập ông tu tu du 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 du. Cùng đi săn tu tu du 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 du. Đi săn nào. Khoan đã. Hả? Cá mập cô tu tu du 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 du. Cá mập cô tu tu du 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 du. Cá mập cô tu tu du 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 du. Cá mập cô. Cá mập chu du 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 du. Cá mập chu du 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 du. Cá mập chu du 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 du. Cá mập chu. Cá mập anh em chu du 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 du. Cá mập anh em chu du 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 du. Cá mập anh em chu du 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 du. Cá mập anh em cùng đi săn chu chu du 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 du. Cùng đi săn chu chu du 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 du. Cùng đi săn chu chu du 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 du. Đi săn nào. Nào chạy mau tu tu du 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 du. Nào chạy mau tu tu du 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 du. Nào chạy mau tu tu du 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 du. Nào chạy mau. Thật là may tu tu du 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 du. Thật là may tu tu du 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 du. Thật là may tu tu du 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 du. Thật là may. Vậy là hết tu tu du 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 du. Vậy là hết tu tu du 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 du. Vậy là hết tu tu du 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 du. Vậy là hết. Bố ơi, bố ơi. Ở đâu mất rồi, ở đâu mất rồi? Ở đây con, ở đây con. À bố ơi, con đây nè. Ê nhóc con tới đây nào. Mau chạy thôi, mau chạy thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đâu mất rồi, mẹ đâu mất rồi? Mẹ đây con, mẹ đây con. Thôi, mau chạy thôi. An toàn rồi. Chúng ta có một tình huống.
ta là bạn. Lo lắng bạn ơi. Io io dũng cảm là cảnh sát cá mập. Đi thôi. Là khi con banana na na, là khi con banana na na, là khi con banana na na chui to đây. Là mẹ khỉ banana na na, là mẹ khỉ banana na na, là mẹ khỉ banana na na chui to đây. Là khỉ ba banana na na, là khỉ ba banana na na, là khỉ ba banana na na chui to đây. Ba khỉ đây banana na na, ba khỉ đây banana na na, ba khỉ đây banana na na chui to đây. Là khỉ ông banana na na, là khỉ ông banana na na, là khỉ ông banana na na chui to đây. Thật nhiều chui banana na na, thật nhiều chui banana na na, chui banana na na, banana. Cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, cùng ăn chui banana na na, ăn chui nào. Thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, thật là vui banana na na, ăn chui nào. Mommy shark, doo 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 doo, mommy shark, doo 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 doo, mommy shark, doo 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 doo, daddy shark. Grandma shark, doo 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 doo, grandma shark, doo 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 doo, grandma shark, doo 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 doo, grandma shark. Grandpa shark, doo 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 doo, grandpa shark, doo 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 doo, grandpa shark, doo 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 doo, grandpa shark. Let's go hunt, doo 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 doo, let's go hunt, doo 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 doo, let's go hunt, doo 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 doo, let's go hunt. Run away, doo 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 doo, run away, doo 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 doo, run away, doo 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 doo, run away. Say that last, doo 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 doo, say that last, doo 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 doo, say that last, doo 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 doo, say that last. It's the end, doo 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 doo, it's the end, doo 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 doo, it's the end, doo 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 doo, it's the end. Cùng xe con bum bum rum rum, cùng xe con bum bum rum rum, cùng xe con. Mẹ xe đây bum bum rum rum, mẹ xe đây bum bum rum rum, mẹ xe đây bum bum rum rum, mẹ xe đây. Cùng xe ba bum bum rum rum, cùng xe ba bum bum rum rum, cùng xe ba bum bum rum rum, cùng xe ba. Ba xe đây bum bum rum rum, ba xe đây bum bum rum rum, ba xe đây bum bum rum rum, ba xe đây. Cùng xe ông bum bum rum rum, cùng xe ông bum bum rum rum, cùng xe ông bum bum rum rum, cùng xe ông. Cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, nhanh lên nào. Là xe tải zoom 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 zoom, là xe tải zoom 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 zoom, là xe tải zoom 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 zoom, nhanh lên nào. Thật là may không sao không sao đâu, thật là may không sao không sao đâu, thật là may không sao không sao đâu, thật là may. Thật là vui bum bum rum rum, thật là vui bum bum rum rum, thật là vui bum bum rum rum, thật là vui.
daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark. Grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark. Grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark. Let's go hunty, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunty, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunty, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt! Run away, doo-doo-doo-doo-doo, run away, doo-doo-doo-doo-doo, run away, doo-doo-doo-doo-doo, run away! Safe at last, doo-doo-doo-doo-doo, safe at last, doo-doo-doo-doo-doo, safe at last, doo-doo-doo-doo-doo, safe at last! It's the end, doo-doo-doo-doo-doo, it's the end, doo-doo-doo-doo-doo, it's the end, doo-doo-doo-doo-doo, it's the end! Hôm nay, Ping Pong sẽ chơi với gia đình cá mập con. Ping Pong lặn sâu xuống dưới biển. Gia đình cá mập không có ở nhà. Họ đâu nhỉ? Cá mập con, bạn đâu rồi? Mọi người đã đi đâu rồi? Ồ, cá mập con đã để lại lời nhắn cho Ping Pong. Ping Pong, chúng em đang chơi trò trốn tìm. Tìm bọn em đi. Cùng nhau đi tìm gia đình cá mập nhé. Hãy tìm cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi xanh, cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi xanh, cá mập ba. Ồ, đây rồi. Khô, tôi là sư tử biển. Bạn sẽ nghe tôi chơi violin chứ? Đó có phải là cá mập ba không? Chào Ping Pong, bạn sẽ chơi với tôi chứ? Đó là bạn cá heo. Tìm cá mập ba một lần nữa nào. Ồ, mình nghĩ mình đã tìm thấy cá mập ba rồi. Chính xác, tôi đây, cá mập ba. Cá mập ba, du 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 du, cá mập ba. Hãy tìm cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ? Hồng đuôi, cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ? Hồng đuôi, cá mập mẹ. Ồ, Ping Pong, sẽ tốt hơn nếu bạn là một hoàng tử. Rất tiếc, xin lỗi nàng tiên cá, tìm cá mập mẹ một lần nữa nào. Và bạn là... Làm tốt lắm, Ping Pong, bạn đã tìm thấy tôi. Cá mập mẹ, tu 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 tu, cá mập mẹ. Còn một cái đuôi hồng nữa. Đó là ai? Này, tôi có thể lừa được bạn, Ping Pong. Đó là bạn, sao biển? Tôi không bị lừa đâu. Hãy tìm cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi màu cam, cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi màu cam, cá mập ba. Có hai loại đuôi. Một là đuôi hai vây, và cái còn lại là đuôi đinh ba. Cái nào là đuôi của cá mập bà? Đuôi của cá mập bà là cái này. Con tìm được bà rồi, Ping Pong, làm tốt lắm. Cá mập bà, tu 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 tu, cá mập bà. Đuôi của ai thế này? Đuôi của tôi. Tôi là tôm càng. Bây giờ đã đến lúc đi tìm cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong? Đuôi xanh la, cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong? Đuôi xanh la, cá mập ong. Ồ, đó là cá mập ong. Sao bạn dám chạm vào mình? Mình sẽ đầu độc bạn đấy.
Ôi trời, bạn Sứ sẽ đầu độc mình. Mình nên làm gì? Này, cháu đang làm gì ở đây? Không, không, không có gì. Ồ, thật tuyệt khi cá mập ong giúp chúng ta. Cảm ơn cá mập ong. Đừng cảm ơn, ông chỉ làm những gì đúng. Cá mập ong đu 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 đu, cá mập ong. Và bây giờ chúng ta phải tìm cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Em có ở đó không? Không có ai ở đây. Còn ở đây thì sao nhỉ? Không ai ở đây cả. Em đang ở đâu cá mập con? Hay là em ở đây? Được rồi, tìm thấy em rồi. Chị biết đấy, em có thể trốn tốt hơn thế nhiều. Cá mập con du 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 du, cá mập con. Cá mập con, cá mập mẹ, cá mập bà, cá mập ba và cá mập ông. Chúng ta đã tìm thấy tất cả gia đình cá mập. Làm tốt lắm, Phiên Phong. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc. Vẻ như có chuyện gì xảy ra bên trong công viên rồi. Cùng vào trong nào. Có chuyện gì ở đây vậy? Chỗ này thật là lộn xộn. Mọi người chạy mau đi. Quái vật Pterosaurus đang ở đây. Chúng sẽ chộp lấy bạn cho mình xem. Công viên giải trí đúng là thảm họa của tại chúng mà. Quái vật Pterosaur. Khoan, ba ơi, ông ơi, ba ơi, mẹ ơi. Mình phải làm gì đây? Quái vật Pterosaur bắt cả nhà mình đi mất rồi. Mình chắc chắn các bạn sẽ giúp mình mang họ về. Các bạn cùng mình bắt đầu đi tìm cả nhà nhé.
Bọn quái vật Pterosaur này, sao chúng dám bắt gia đình mình chứ? Nhưng hy vọng vẫn còn, mình sẽ cứu được cả nhà thôi. Các bạn, hãy cùng mình tìm cá mập ong trước nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nha. Trực giác mình bảo rằng cá mập ong đang ở quanh đây. Ồ, có gì chuyển động ở kia kìa. Ôi, lỡ như Pterosaurus thấy tôi thì sao? Tôi phải tìm chỗ khác trốn thôi. Đó là Triceratops. Cái sừng to kia trông giống như đuôi của cá mập ong vậy. Vậy cá mập ong đang ở đâu đây ta? Tôi không phải là cá mập ong. Tôi nghĩ đã nhìn thấy ông ấy ở gần cái ao. Bạn nên tìm cá mập ong và rời khỏi đây mau đi. Pterosaurus có thể quay trở lại đó. Cảm ơn, Brachiosaurus. Gần cái ao sao? Thấy cái đuôi của ông rồi. Cá mập con, cảm ơn con nhiều lắm. Ông ơi, vui quá, ông không sao rồi. Ông ước sao cả nhà chúng ta đều ở đây cùng nhau. Cá mập con, sao con không đi tìm cá mập bà, trong khi ông giúp các bạn khủng long ẩn náu ở đây? Đừng lo lắng ông ơi, con sẽ đi cùng các bạn và tìm ra cá mập bà ngay thôi. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cá mập bà nào. Ôi không, núi lửa sắp phun trào rồi. Nhanh nào, chúng ta phải tìm cá mập bà nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Hả? Là ai đây? Cẩn thận! Tôi có nhận chiếc gai rất nhọn ở đuôi đó. Mình xin lỗi, Stegosaurus. Suýt nữa mình bị đuôi nhọn của bạn đâm phải rồi. Có cái đuôi gì đang chuyển động ở kia kìa. Ôi trời, tôi tưởng lũ quái vật Pterosaurus tới đây để bắt tôi chứ. Cá mập con, bạn không nên ở đây. Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào đó. Ankylosaurus nói phải. Mình nghĩ núi lửa sắp sửa phun trào rồi. Mình phải tìm ra cá mập bà. Bà có ở đây không? Cá mập con, vui quá, con không sao rồi. Cảm ơn các bạn đã giúp cá mập con tìm ra tôi. Bà ơi, nhìn ngọn núi lửa kìa. Bà phải đưa những quả trứng này đến nơi an toàn. Cá mập con hãy đi tìm những thành viên còn lại nhé. Suýt nữa thì cùng nhau tìm cá mập ba nào. Bà ở đâu rồi? Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Cái gì dưới nước vậy? Chắc là cá mập ba rồi. Ba mừng bơi giỏi lắm. Bạn không phải là quái vật Pterosaurus. Hãy cẩn thận. Bạn không biết khi nào quái vật Pterosaurus sẽ xuất hiện đâu. Đó là Mosasaurus, không phải ba. Cùng tìm cá mập ba lại nào. Mình thấy cái đuôi màu xanh kia kìa. Người dám chạm trứng của ta sao? Quái vật Pterosaur kia. Là Tyrannosaurus, vua của loài khủng long. Tôi không cố ăn trộm trứng của ngài đâu.
Là ngươi à, cá mập con. Ta tưởng ngươi là một con quái vật pterosaur trộm trứng chứ. Ở đây nguy hiểm lắm, ngươi nên trở về với gia đình mình đi. Có một cái đuôi màu xanh khác ở đằng kia. Cảm ơn cá mập con. Bà đã rất lo lắng vì tất cả chúng ta đều bị pterosaur bắt giữ ngoại trừ con. Nhờ các bạn giúp đỡ nên con mới tìm thấy ba đó. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cá mập con đã tìm thấy cá mập mẹ chưa? Dạ chưa. Nhưng ba đừng lo lắng. Con biết con và các bạn ở đây sẽ tìm được mẹ sớm thôi. Cá mập con nhìn kìa, một quái vật pterosaur khổng lồ. Nó đang đi đâu vậy? Cá mập mẹ có thể ở đằng kia. Hãy bí mật theo dõi pterosaur khổng lồ nào. Nó đâu mất rồi? Ồ, pterosaur khổng lồ đang ngủ ở đằng kia kìa. Các bạn, chúng ta phải thật sự im lặng để quái vật pterosaur khổng lồ không thức dậy trong khi ta đi tìm mẹ nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Hãy tìm ở kia xem, còn thấy có gì màu hồng đằng sau tảng đá kìa. Ủa, chỉ là những trái cây màu hồng. Tiếp tục tìm nào. Mình phải làm gì đây? Con sợ pterosaur sẽ thức dậy mất. Ở kia thì sao? Tìm được cá mập mẹ rồi. Ôi trời, cá mập con, sao con tìm thấy mẹ vậy? Mẹ ơi, ta hãy mau chạy, kẻo pterosaur khổng lồ sẽ thức dậy đó. Pterosaur khổng lồ thức dậy rồi kìa. Ôi không. Các người định chạy đi đâu hả? Công viên giải trí khủng long này giờ đó là của ta rồi. Dừng lại, ta sẽ không cho ngươi đụng đến gia đình của ta đâu. Cái gì? Chúng ta phải cắt lưới bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Bà ơi, ông ơi, cảm ơn ông bà. Ta bật trời đó, nhưng các người không thể đánh bại ta đâu. Các bạn hãy cổ vũ gia đình mình để có thể đánh bại quái vật pterosaur nào. Chúng ta đã đuổi được pterosaur bay đi rồi. Cảm ơn rất nhiều. Công viên giải trí khủng long đã yên bình trở lại. Tất cả nhờ gia đình cá mập. Đừng quên các bạn của mình nữa. Nhờ các bạn giúp đỡ, mình mới tìm lại được gia đình của mình và bảo vệ công viên giải trí khủng long. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Là khi con banana nana, là khi con banana nana, là khi con banana nana chui to đây. Là mẹ khỉ banana nana, là mẹ khỉ banana nana, là mẹ khỉ banana nana chui to đây. Là khi ba banana nana, là khi ba banana nana, là khi ba banana nana chui to đây. Ba khỉ đây banana nana, ba khỉ đây banana nana, ba khỉ đây banana nana chui to đây. Là khi ông banana nana, là khi ông banana nana, là khi ông banana nana chui to đây. Thật nhiều chui banana nana, thật nhiều chui banana nana, thật nhiều chui banana nana, banana. Cùng ăn chui banana nana, cùng ăn chui banana nana, cùng ăn chui banana nana, ăn chui nào. Thật là vui banana nana, thật
vui, banana na na, thật là vui, banana na na, ăn chuối nào. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổ chức tiệc sinh nhật nè. Nhưng mà sao các bạn mình vẫn chưa tới nhỉ? Mọi người nói là sẽ tới mà. Ôi, chắc mình sẽ phải chơi xếp chữ cái một mình rồi. Ôi không, các chữ cái bị trôi đi mất rồi. Các bạn cùng bắt chữ cái lại nào. Ba ơi, ba có thấy chữ cái nào trôi qua đây không? Con thử tìm ở cái khay kia xem, có thể chúng nằm cạnh đồ trang trí đó. Ồ, cùng tìm ở cái khay kia nào. Toàn là con trai và sao biển thôi. Những chữ cái đâu rồi? À ha, tìm được rồi. Là chữ A, B và C. Mình nghĩ chữ D chỉ đang ở loanh quanh đâu đây thôi. Wow, tìm được rồi. Chữ D ở trên cái bánh donut. Cùng xếp các chữ cái lên bảng xếp hình nào. A, B, C, D. Wow, mình làm được rồi. Cùng đi đến phòng khách tiếp theo nào. Wow, tìm được rồi. Chữ Y nè. Ồ, tìm thấy một chữ cái nữa nè. Là chữ F. Chữ tiếp theo là chữ G. Bạn có thấy nó ở đâu không? Mình không thấy nó. Hả? Đuôi của ai đây? Cá mập con, chữ G ở đây nè. Để bà sẽ đưa nó cho con nhé. Wow, tìm được rồi. Con cảm ơn cá mập bà. Chữ tiếp theo là chữ H. Nhưng mình nghĩ nó không có ở đây đâu. Mình phải đi tìm chỗ khác thôi. Cá mập con, nếu con trả lời đúng câu đố của mẹ, mẹ sẽ cho con chữ H. Chữ nào có nghĩa là nhà nè. Còn chữ nào khác chữ house? Con biết rồi. H-O-M-E. Home. Đúng không mẹ? Wow. Chính xác rồi. Thông minh lắm cá mập con. Chữ H của con đây. Cảm ơn mẹ. Các bạn cùng đặt các chữ cái lên bảng nhé. E, F, G, H. Được rồi, tìm tiếp ở đâu bây giờ? Đúng vậy, cùng tới phòng của mình nào. Nào, cùng nhau đi tìm I, J, K, L. Hả? Mình không thấy chữ cái nào hết. Ồ, đuôi của ai đây? Một chiếc đuôi cá mập màu xanh lá. Chính là tôi, cá mập ông đây. Cá mập con, ông đã chuẩn bị kem ngon cho con và các bạn rồi nè. Con có muốn ăn kem không? Dạ muốn. Ồ, là chữ ai? Nó ở trên đầu của cây kem nè. Ồ, cá mập con, có cái gì đang nhảy ở kia kìa. À ha, là chữ J. Chữ J đang nhảy kìa. Nào, chữ K và L đang ở đâu nhỉ? Thấu bao mà. Các con có thấy chữ K và L không?
Wow, tìm được rồi. Bạn gấu koala đang giữ chữ K, còn bạn sư tử đang giữ chữ L kìa. Vui quá đi. I, J, K, L. Ồ, chúng ta chưa tìm ở phòng 8. Mình chắc chắn cái chữ cái sẽ có trong đó. Ồ, mình tìm thấy một chữ rồi. Là chữ M. Ta cần tìm chữ N nữa. Ở đâu đây ta? Ồ, chữ N rơi ra từ tờ báo kìa. Nhưng mà... ai đang ngồi đọc báo vậy nhỉ? Ai không? Ai đó vừa xì hơi và chạy đi mất rồi. Tìm ra chữ O cái đã. Nó sẽ ở đâu ta? Nó đây rồi. Chữ O. Cùng đặt chúng lên bảng chữ cái nào. M N O. Hả? Nghe như tiếng bạn của mình vậy. Đi nhanh nào. Ủa, một cái đuôi. Nhưng đuôi của ai đây? Ta-da, ngạc nhiên chưa nè. Mình là anh trai của cá mập con, Bruno. Mình là chị gái của cá mập con, Sid. Và mình là bạn thân của cá mập con, William. Bruno, Sid, William. Mình tưởng mọi người đã quên sinh nhật mình. Sao mà quên được chứ? Cá mập con, sao em không lấy chữ P kia kìa? Wow, tìm được rồi. Là chữ P. Nhưng cái gì đây? Đây là piñata. Em hãy dùng gậy đập vỡ nó và món quà bất ngờ bên trong sẽ xuất hiện. Wow, toàn là kẹo ngon kìa. Và mình tìm được vài chữ nữa nè. Q, R, S. Chúng ta cùng nhau đi ăn kẹo nào. Cá mập con, mình thấy có gì đó ở kia kìa. Là cái gì vậy? Wow, bong bóng. Và một vài chữ cái ở bên trong kìa. Cùng làm vỡ bong bóng và lấy các chữ cái ra nào. Chữ T. Và chữ U nè. Và cuối cùng là chữ V. Ồ, cá mập con, có vài người bạn đang trốn kìa. Đúng rồi, tìm được các bạn rồi nè. Chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn các bạn vì đã đến. Nào, cùng tổ chức tiệc thôi. Yay! Q, R, S, T, U, V. Mọi người đông đủ cả rồi, bắt đầu bữa tiệc nào. Mừng ngày cá mập con sinh ra đời, ta hát vang mừng sinh nhật. Yay! Chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn mọi người. Cá mập con, ông bà có quà tặng con nè. Con có muốn mở quà không? Dạ có. W-H-Y-Z. Wow, tìm được hết cái chữ cái rồi. Wow, đúng là món quà mình thích nè. Cảm ơn mọi người. Rửa bàn tay, do 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 do, rửa
lấy chúng đi. Nào xoa tay, nào xoa tay, nào xoa tay, xoa cái tay. Rửa tay thôi, rửa tay thôi, rửa tay thôi, hay rửa tay. Làm khô tay, làm khô tay, làm khô tay, lau cái tay. Chúng ta làm gì nữa? Sẽ không sao, sẽ không sao, ta an toàn. Nào ta giữ sức khỏe, nào ta giữ sức khỏe, nào ta giữ sức khỏe của ta, giữ gìn sức khỏe. Oh yeah. Cá mập con tu 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 tu. Hả? Cái gì đây? Bánh cupcake sao? Trông ngon quá đi. Ồ, có tờ ghi chú nữa nè. Gia đình cá mập thân mến, chúng tôi xin lỗi vì lần ăn trộm trước đây. Xin nhận những chiếc bánh cupcake xin lỗi này. Mong các bạn sẽ thích chúng. Chúc một ngày tốt lành. Cá mập con. Hả? Con đang làm gì đó? Mẹ ơi, nhìn nè, gia đình cá mập trộm cắp gửi bánh cho chúng ta nè. Ồ. Và họ gửi lời xin lỗi vì đã ăn trộm lần trước. Thật vậy sao? Wow, mùi thơm quá đi. Hãy mang vào nhà và chia sẻ với cá mập ba, cá mập bà và cá mập ông nào. Dạ. Ồ, cảm ơn vì những chiếc bánh. Ôi, tôi thấy lạ quá. Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi. Cá mập con đừng ăn cái bánh đó nha. Ôi không, cả gia đình mình đã bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh này. Các bạn ơi, mình nghĩ gia đình cá mập trộm cắp đã làm những chiếc bánh này bằng thuốc thu nhỏ và đưa chúng cho gia đình mình. Mình nên làm gì đây? Sao? Gia đình cá mập trộm cắp đang ở phía sau mình hả? Gia đình cá mập trộm cắp, trả gia đình lại cho ta mau! Đáng ra người phải biết chứ, tội nghiệp chứ kìa! Dừng lại! Đi mà tìm gia đình của ngươi đi! Các bạn ơi, mình nên làm gì đây? Mình biết họ ở đâu đó trong nhà, nhưng mình không chắc có thể tìm thấy vì họ siêu nhỏ. À, Binh Phong sẽ có cách giúp mình thôi. Gọi hỏi bạn ấy nào. Binh Phong ơi, giúp mình với. Cá mập con, có chuyện gì vậy? Có rắc rối to rồi. Ba, mẹ, ông, bà của mình, mọi người đều bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh của gia đình cá mập trộm cắp. Sao? Họ ổn chứ? Gia đình cá mập trộm cắp hỏi họ bay mất rồi. Giờ mình không biết tìm ở đâu hết. Đừng lo nè, cá mập con. Mình biết cách làm những chiếc bánh có thể mang họ quay trở lại. Nhưng trước tiên, mình sẽ phải lấy cho bạn một chiếc kính lúp. Nó sẽ giúp bạn tìm thấy gia đình nhỏ của bạn. Tuyệt lắm, cảm ơn Bình Phong. Cá mập con, đây là kính lúp của bạn nè. Mình sẽ bắt đầu làm bánh. Bạn hãy bắt đầu tìm kiếm gia đình của bạn đi. Chắc họ đang sợ hãi lắm. Cảm ơn Binh Phong. Các bạn cùng đi tìm lại gia đình với mình nha. Mọi người ở đâu nhỉ? Ở đây thì sao ta? Có rất nhiều màu xanh kìa. Cá mập bà chắc đang ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ồ, một
màu xanh. Bye. Là một cây nĩa. Hãy cẩn thận đừng để bị đâm nhé. Phải cái đuôi này là của cá mập ba không ta? Con tìm thấy ba rồi nè. Ba ơi, ba có sao không? Có bị đau không? Ba ổn, cảm ơn con đã tìm thấy ba nha. May quá đi, hãy cùng mình đi tìm những thành viên còn lại nào. Mẹ ơi, bà ơi, ông ơi. Không có ai ở đây sao? Ba ơi, hãy đi tìm chỗ khác nào. Được thôi. Ồ, các bạn, có phải ngôi nhà búp bê vừa chuyển động không? Nhìn thử xem nào. Wow, màu hồng ở khắp mọi nơi. Mình khá chắc sẽ có thể tìm thấy cá mập mẹ ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ồ, đây rồi, cá mập mẹ. Ồ, chỉ là một cái gương cho búp bê thôi. Để lại chỗ cũ nào. Cá mập mẹ ở đâu rồi ta? Phải cái đuôi màu hồng ở sau tấm rèm không? Tìm thấy cá mập mẹ rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Cảm ơn con đã tìm thấy mẹ nhé. Mừng quá, mẹ không sao cả. Mẹ ơi, ba ơi, chúng ta cần tìm cá mập ong và cá mập bà nữa. Hãy đi kiểm tra các phòng khác nào. Cá mập ong và cá mập bà ở đâu rồi ta? Ở đây hay ở kia? Bồn tắm toàn là bong bóng kìa. Thử tìm ở đây xem nào. Wow, có nhiều thứ màu cam ở đây quá. Chắc cá mập bà đang ở quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Đuôi màu cam kìa, chắc đây là cá mập bà rồi. Ồ, là William. Bạn đang làm gì ở đây? Mình hả? Mình đang đi tắm mà. Ồ, mình thấy rồi. Vậy thì trong hai cái đuôi này, cái nào là của cá mập bà nhỉ? Đuôi màu cam kìa. Mình chắc chắn đây là đuôi của cá mập bà. Tìm thấy rồi, cá mập bà ơi. Cảm ơn đã tìm thấy bà, cá mập con à. Vui quá, cá mập bà cũng không bị sao cả. Giờ thì ta chỉ cần tìm cá mập ong nữa thôi. Đi nào. Cuối cùng, cá mập ong đang ở đâu nhỉ? Thật khó để tìm thấy cá mập ong trong phòng khách rộng lớn này. Ồ, có lẽ ở gần ngăn kéo đó. Nó toàn những thứ màu xanh lá cây. Cá mập ong có thể ở đó. Đi nào các bạn. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nhé. Đuôi xanh lá. Mới tìm đã thấy ong rồi. Cá mập ong. À, cá mập ong, nguy hiểm quá. Ông ơi, ông có sao không? Có bị đau không? Ồ, ông không sao. Đã lâu rồi ông chưa vận động gì hết. Chỉ là hơi đau lưng một chút thôi. Con lo lắng lắm đó. Ba ơi. Ủa? Mẹ ơi. Ủa? Bà ơi. Ông ơi. Yeah. Mừng quá, tìm được mọi người rồi. Cá mập con. Ủa? Mình tới rồi.
là ping pong. Lại đây, nhanh nào. Đây, mình đã làm những chiếc bánh thần kỳ. Sau khi ăn xong, cả nhà sẽ trở lại kích thước bình thường. Cảm ơn ping pong. Cùng ăn bánh thôi nào. Trở lại kích thước bình thường rồi. Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi. Cá mập con, ổn cả rồi. Vui quá, cả nhà trở lại bình thường rồi. Thật may quá, không ai bị thương hết. Đúng vậy, nhờ cá mập con và ping pong, cả nhà đã trở lại bình thường mà không bị thương gì cả. Cảm ơn ping pong. Cảm ơn cá mập con. Con đã không làm được nếu không có bạn bè giúp đỡ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Ồ, vì ping pong và cá mập con đã giúp ta, bà sẽ nấu một vài món ăn thật ngon cho cả nhà. Hãy cùng thưởng thức nha. Wow, ba ơi, ba là nhất luôn. Đi nào, các bạn. Mommy shark, doo 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 doo. Mommy shark, doo 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 doo. Mommy shark, doo 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 doo. Daddy shark, doo 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 doo. Daddy shark, doo 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 doo. Daddy shark. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark. Grandpa shark, doo 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 doo. Grandpa shark, doo 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 doo. Grandpa shark, doo 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 doo. Grandpa shark. Let's go hunt, doo 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 doo. Let's go hunt, doo doo doo. Let's go hunt, doo doo doo. Let's go hunt. Run away, doo 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 doo. Run away, doo doo doo. Run away, doo doo doo. Run away. Do do do.
mập ông đu 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 cá mập ông đu 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 cá mập ông. Cùng đi sang đu 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 cùng đi sang đu 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 cùng đi sang đu 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 cùng đi sang. Nào chạy mau đu 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 nào chạy mau đu 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 nào chạy mau đu 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 nào chạy mau. Thật là may đu 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 thật là may. Mình đã đi xin kẹo cùng cả nhà nè. Nhìn nè, mình nhận được rất nhiều kẹo và sô-cô-la đủ sắc màu. Mình sẽ để dành phần này. Còn phần này, hôm nay mình sẽ ăn nha. Ôi trời sợ quá đi. Halloween đã qua rồi mà. Đừng hù con nữa. Cả nhà đã biến thành zombie rồi. Mình phải tìm giúp đỡ thôi. Biên Phong ơi, giúp với. Cả nhà mình bị biến thành zombie hết rồi. Cá mập con, mình nghe nói virus zombie đang lây lan khắp đại dương đó. Mình có 4 viên thuốc nè. Mình gửi cho bạn nhé. Mình sẽ gửi thêm cho bạn nếu có thêm thuốc. Cẩn thận nha. Được rồi, cảm ơn Biên Phong. Là thuốc của Biên Phong gửi nè. Mình cần cho cả nhà uống thuốc để có thể trở lại bình thường. Các bạn giúp mình được không? Mẹ ơi. Ôi sợ quá. Phòng yêu thích của mẹ là phòng ngủ, nên hãy tìm mẹ ở đây nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ơ, đuôi màu hồng. Phải mẹ không ta? Ê, đừng động vào ta. Ơ, tiên cá cũng bị biến thành zombie rồi. Cùng tìm mẹ lại nào. Ồ, mình cũng thấy cái đuôi màu hồng kìa. Mẹ ơi. Mẹ ơi, đừng như vậy chứ. Nè, mẹ uống thuốc đây. Ồ, cá mập con, có chuyện gì vậy? Cả nhà mình đã bị biến thành zombie vì bị nhiễm virus zombie. Mẹ vừa trở lại bình thường nhờ uống thuốc đó. Ồ, cảm ơn cá mập con. Hãy cùng đi giải cứu những thành viên khác nào. Cá mập con, mẹ sẽ kiểm tra nhà vệ sinh. Nếu còn thấy thành viên nào khác thì hãy gọi cho mẹ nhé. Dạ mẹ. Tìm ba ở đâu bây giờ? Ba ơi. Các bạn, mình nghĩ cá mập ba đang ở quanh đây thôi. Cùng giúp mình tìm nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ba ơi, ba có đây không? Đói quá, đói quá. Ăn đi. Sợ quá đi. Nhưng ba ở đâu rồi ta? À, tìm được rồi. Phải cá mập ba không? Không, cá mập con, lùi lại.
Cá mập con, ném thuốc đi con. Anh yêu, có nghe em nói không? Ồ, anh vừa nằm mơ sao? Sao anh lại ở đây? Cả nhà chúng ta đã bị nhiễm phải virus zombie. Cá mập con đã dùng thuốc cứu chúng ta đó. Ôi trời, cảm ơn con nhiều nhé cá mập con. Nhờ vào thuốc mà Ping Phong đã gửi cho con đó. Nhưng ta cũng cần cứu các bạn bè khác trong đại dương nữa. Hả? Hình như có ai đi ra ngoài kìa. Con nghĩ là cá mập âm và cá mập bà đó. Nhanh nào, đi theo họ thôi. Bà ơi, ông ơi. Họ đi đâu rồi? Ôi, bà ơi. Bà đang trốn sau bí ngô kìa. Các bạn, giúp mình với. Hãy hô lên nếu bạn thấy cá mập bà nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Bà ơi, bà có đây không? Ồ, chắc là không có đây đâu. Vậy ở đây thì sao? Không có luôn. Bà ở đâu chứ? Cá mập con, ném thuốc mau đi. Đau cổ tôi. Bà ơi, bà có sao không? Có chuyện gì vậy? Cả nhà ta đã bị nhiễm virus zombie. Và cá mập con đã cứu chúng ta đó. Vậy sao? Cảm ơn cá mập con. Còn cá mập ông đâu rồi? Là cá mập ông kìa. Tụi con sẽ đi kiểm tra. Các bà hãy ở đây nha. Không, ta sẽ đi tìm cá mập ông. Cá mập con, đi theo bà. Dạ được, thưa bà. Cá mập con, hãy đi tìm cá mập ông và cứu ông ấy trở lại bình thường nào. Dạ được, cùng tìm ông nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ông nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi của cá ông là đuôi màu xanh lam. Ông ơi, ông đâu rồi? Sao người dám gõ cửa của ta? Là thuyền trưởng hút sâu tinh. Vẫn sâu tinh như ngày nào. Con nghĩ đó là ông. Đâu? Ở đây hả? Ông à, đừng như vậy nữa mà. Cá mập con, ném thuốc đi nào. Dạ. Ôi không, con ném xa quá rồi. Cá mập con. Mẹ ơi, ba ơi, con phải làm sao đây? Con làm mất thuốc rồi. Hả? Ôi không. Mẹ nghĩ ta phải làm cá mập ông bình tĩnh lại đã. Dừng lại đi, ông ơi, là tụi con, gia đình cá mập đây. Ôi không, ông ơi, con phải làm gì đây? Đúng rồi. Hi, cá mập ông, uống thuốc nào. Ông ơi. Ông mà, sao ông không nhận ra cả nhà chứ? Tôi xin lỗi, mọi người có sao không? Dạ, cả nhà vẫn ổn. Nhân tiện, Ping Phong tìm được nhiều thuốc rồi nè. Vâng, mình đã tìm được thuốc để giúp bạn bè đại dương rồi nè. Cảm ơn Ping Phong rất nhiều. Cả nhà ta cùng đi giúp những người bạn đại dương nào. Vâng, cùng đi thôi. Tất cả sẵn sàng chưa? Cùng đếm đến ba và ném thuốc nha.
1, 2, 3. Mọi người trở lại bình thường rồi. Vui quá, mọi người đã trở lại an toàn. Mọi người đã vất vả nhiều rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi và ăn gì đó thật ngon nào. Thật tuyệt vời. Các bạn, hôm nay đã làm rất tốt. Cùng về nhà nghỉ ngơi thôi nào. Đại dương thật nhiều màu sắc, ghét quá đi. Ta muốn chỉ mình ta có nhiều màu sắc thôi. Ai không, bạch tuộc cọc cằn đã lấy hết màu sắc của chúng ta rồi. Ôi màu vàng, màu vàng, biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình, mình phải làm gì? Ôi màu hồng, màu hồng, biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình, mình phải làm gì? Cùng nhau ta hãy lấy lại màu sắc. Cá mập mê màu hồng, tu 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 tu. Ôi màu xanh của mình, biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình, ôi không, mình phải làm gì? Cùng nhau ta hãy lấy lại màu sắc. Cá mập ba màu xanh, tu 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 tu. Ôi màu cam của mình, biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình, hả? Mình phải làm gì? Cùng nhau ta hãy lấy lại màu sắc. Cá mập ba màu cam, tu 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 tu. Ôi xanh lá của mình, biến đâu mất rồi này. Ôi màu của mình, hả? Mình phải làm gì? Cùng nhau ta hãy lấy lại màu sắc. Cá mập âm xanh lá, tu tu tu. Bà có ý này hay lắm. Này bạch tuộc hay cọc cằn ơi, chu đu chu đu đu. Này bạch tuộc hay cọc cằn ơi, chu đu chu đu đu. Này bạch tuộc hay cọc cằn ơi, chu đu chu đu đu. Này bạch tuộc hay cọc cằn ơi. Này bạch tuộc cọc cằn, trả lại màu sắc cho chúng tôi mau. Chào mừng đến cuộc đua những quái xế. Ai sẽ giành chiến thắng đây? Xin được giới thiệu gia đình quái xế cá mập. Cá mập con là quái xế. Cá mập con sẽ quái vật. Cá mập mẹ cá mập mẹ là quái xế. Cá mập mẹ sẽ quái vật. Cá mập ba cá mập ba là quái xế. Cá mập ba sẽ quái vật. Cá mập ba cá mập ba là quái xế. Cá mập ba sẽ quái vật. Cá mập ông cá mập ông là quái xế. Cá mập ông sẽ quái vật. Quái vật xe. Quái vật xe. Quái vật xe. Quái xế cá mập. Hai bánh xe nào nóng cá?
do. Lắp phục vào và khởi động nào. Do 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 do. Chúng tôi sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. 3, 2, 1 bắt đầu nào. Do 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 quay vào xe. Do 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 quay vào xe. Do 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 quay vào xe. Baby shark doo 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 doo, baby shark doo 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 doo, baby shark doo 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 doo, baby shark. Mommy shark doo 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 doo, mommy shark doo 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 doo, mommy shark doo 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 doo, mommy shark. Daddy shark doo 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 doo, daddy shark doo 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 doo, daddy shark doo 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 doo, daddy shark. Grandma shark doo 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 doo, grandma shark doo 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 doo, grandma shark doo 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 doo, grandma shark. Grandpa shark doo 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 doo, grandpa shark doo 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 doo, grandpa shark doo 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 doo, grandpa shark. Let's go hunt doo 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 doo, let's go hunt doo 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 doo, let's go hunt doo 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 doo, let's go hunt. Run away doo 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 doo, run away doo 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 doo, run away doo 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 doo, run away. Safe at last doo 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 doo, safe at last doo 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 doo, safe at last doo 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 doo, safe at last. It's the end doo 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 doo, it's the end doo 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 doo, it's the end doo 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 doo, it's the end. Mình làm xong lâu đài cát rồi. Ôi, mình đói bụng quá. Mình nên về nhà thôi. Con về rồi. Chơi vui không con? Dạ, con đã làm lâu đài cát và đường hầm nè. Wow, món yêu thích của mình là bánh cá. Phải ăn ngay thôi. Khoan, cá mập con, phải rửa tay trước khi ăn nào. Tay con đầy vi khuẩn đó. Nhưng con không muốn đâu, con muốn ăn mà, một cái thôi mà. Ngoan nào, mẹ đi với con nhé. Không, con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con ơi, con đâu rồi? Mẹ vừa thấy con chạy vào đây mà. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem những đôi cá màu vàng là đôi cá mập con. Có phải cá mập con không? Ồ, là kem đánh răng. Cá mập con có ở đây không ta? Ồ, thì ra là một cái máy sấy tóc. Cá mập con đi đâu mất rồi? Thấy con rồi, cá mập con. Con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con à, nếu con không chịu rửa tay, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cho con đó. Hãy cùng nhau hát và đùa vui trong khi chúng ta cùng rửa tay nhé con. Cùng rửa tay, tu 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 tu. Cùng xà bông, tu 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 tu. Sạch và thơm, tu 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 tu. Hãy rửa tay. Wow! Vui quá mẹ ơi. Giờ tay của con sạch sẽ rồi nè. Thấy không? Tay sạch sẽ là mình cảm thấy dễ chịu. Ồ, cá mập con, mẹ nghĩ con cũng nên rửa mặt đó. Rửa mặt sao? Không, con không muốn rửa mặt đâu. Ồ, cá mập con. Cá mập con ra đây một chút được không? Ủa, mình nghĩ cá mập con đang đâu đây thôi. Ê,
Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem chiếc đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Bà sẽ tìm được con thôi. Con đấy rồi. Hả? Là một chú vịt vàng sao? Thấy con rồi, cá mập con à. Ba à, con không muốn rửa mặt đâu. Nhưng mà rửa mặt xong sẽ sảng khoái lắm đó. Để ba giúp con. Rửa mặt thôi, tu du du tu du cùng xà bông, tu du du tu du sạch và thơm, tu du du tu du hãy rửa mặt. Wow! Thấy sao nào, cá mập con, sảng khoái đúng không? Dạ, mặt con đẹp hơn nhiều rồi nè. Sao con không đi tắm luôn, cho sạch hơn nè. Cả người con toàn là vết bẩn kia kìa. Con không thích đi tắm chút nào. Ôi trời ơi. Ôi, con xin lỗi ông. Con không cố ý đâu. Cá mập con, cả người con toàn là bùn đất kìa. Con nhảy vào bồn như vậy giờ nước dơ hết rồi. Hãy mau đi tắm với xà bông cho sạch đi con. Ờ, con không thích đi tắm đâu. Cá mập con, theo ông nào. Wow, đây là đâu? À, mình đang ở trong phòng tắm. Ô, bồng tắm bị mất của ông nè. Cá mập con, hãy chà rửa bằng xà bông nào. Cùng đi tắm, châu đâu đâu tôi đâu cùng xà bông, châu đâu đâu tôi đâu sạch và thơm, châu đâu đâu tôi đâu đi tắm thôi. Cá mập con, giờ con sạch sẽ rồi đó. Dạ, con thấy thật sảng khoái. Thật là vui. Ôi không, cá mập con, ông nghĩ con phải đi đánh răng thôi. Cùng bơi sang bên kia nào. Ba ơi, cá mập con tới rồi. Hả? Cá mập bà đâu mất rồi? Cùng ông đi tìm cá mập bà nha. Này bà ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Tôi ở đây nè. Hả? Ở đâu? Con không thấy bà. Bà đây. Oh, ho, 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 ho. Bà ơi, nãy giờ bà ở đâu? Bà, bộ trang phục gì đây? Tôi hóa trang thành bà tiên răng. Thấy sao nè? Cá mập con đã đánh răng chưa nào? Bà ơi, con thật sự phải đánh răng sao ạ? Tất nhiên, cá mập con, nhìn nè, ta dùng bạc chải nè, rồi đánh thật đều lên răng, để loại bỏ hết vi khuẩn nè, và rồi răng chúng ta sẽ khỏe đẹp hơn. Con đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đánh răng nhé. Cùng chải răng, tu 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 cùng bàn chải, tu 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 thật đều nhé, tu 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 chải răng nào. Wow! Wow, cá mập con, răng con sáng bóng rồi kìa. Thật ạ, à. À, thật thoải mái. Cùng rửa tay, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa tay. Rửa mặt thôi, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa mặt. Cùng đi tắm, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, đi tắm thôi. Cùng chải răng, chư đu 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 đu, cùng bàn chải, chư đu 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 đu, thật đều nhé, chư đu 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 đu, chải răng nào.
thật sạch và sáng bóng. Cá mập con, trông con sạch sẽ hơn rồi đó. Con có thể ăn bánh được rồi, giờ tay con sạch rồi mà. Yay, giờ con có thể ăn chiếc bánh thơm ngon này và sẽ đi đánh răng lại sao? Ôi bẩn quá, đi tắm thôi. Hãy cùng tắm thôi nào, hãy cùng tắm thôi nào. Ngâm nước, ngâm nước. Vui quá nè. Ta cùng tắm thân sạch khắp từ đầu đến chân nào. Bong bóng, bong bóng. Vui quá nè. Nhìn nè, con có râu nè. Ta xả nước thôi nào, ta xả nước khắp người. Đập nước nào. Vui quá nè. Bước 1 ngâm rửa, cha cha cha. Bước 3 xả nước nè. Ách chi, đừng quên rửa mặt sạch nhé. Tắm thôi, vui quá nè. Bạn cá. Xoay vòng giống tôi. Vỗ vỗ cái vây này giống tôi. Lắc lắc đuôi này như tôi. Du 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 lắc cái đầu. Du 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 lắc cái đầu. Lắc hay lắc hay lắc lắc lư. Lắc nào các bạn ơi. Lắc các tiếng lên rồi đi nào cá mập con. Tiếng lên cá mập con thắng. Hey, lắc hey, lắc lắc lư lắc nào các bạn ơi. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Pinpon trên YouTube.